Hello, xin chào tất cả các chú chị các bạn đã trở lại với kênh. Chúc cả nhà mình có một ngày an lành và hạnh phúc. Hôm nay mình xin mời cả nhà mình đến thăm một ngôi chùa cũng khá là nổi tiếng ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Đó là chùa Hòa Long. Chùa Hòa Long thì nằm cặp với